Vương Lượng Thiên Tôn, vừa nãy bệnh đạo xem thiên tướng, phát hiện các tinh chiếu sáng. Ngày mai đúng thực là một ngày tốt, lại là ngày sinh nhật 8 tuổi của tiểu thiếu gia. Tiểu Thiên Nguyên nhất định phải làm lớn đó. Chuyện này thì ông yên tâm, tôi sẽ bày tiệc lớn 100 bàn, 10 bàn trong sân, đồng thời bao trọn tủ lầu ngoài phố. Triệu Chuyên Duyên quả là hào phóng. Có 100 bàn tiệc này của ông chúc thọ cho thiếu gia, thiếu gia nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Chúc tiểu thiếu gia sống lâu trăm tuổi. Được rồi, nào cúi đầu lại bà nội đi con. Con chào bà nội. Cháu trai ngoan, cúi đầu chào mẹ lớn nào. Chào mẹ lớn. Mẹ hai, con chào mẹ hai. Mẹ ba nào, con chào mẹ ba. Hoàng thật đó. Nào, cúi đầu chào mẹ đi. Con chào mẹ. Con trai, con cũng mệt rồi đó. Mau nghỉ đi. Mấy đứa, mau đỡ cháu trai ta xuống. Nào nào nào, được rồi. Cháu trai ngoan, nào, ngoan quá. Được rồi, ngồi đi. Phùng đại tướng quân gửi quà tới. Con trai, nào nhìn kìa, phúc phần lớn biết bao. Đại sói cũng tặng quà cho con luôn đó. Tặng quà gì vậy? Báo cáo, là rượu Tây Dương. Rượu Tây Dương, đưa tôi xem nào. Mang qua đây. Mời chuyên viên dùng thử một ly trước. Mọi người nhìn đây, đây là rượu Tây Dương mà đại sói gửi tặng. Tôi uống trước một ly, lát nữa ai ai cũng có phần. Rót ra cho tôi. Mẹ, sao? Lát nữa mẹ cũng nếm thử đi. Được, hôm nay mẹ vui, lát nữa cũng phải nếm thử đồ Tây mới được. Lát nữa cũng rót một ly cho Lục phu nhân đi, cho nó nếm thử với. Mẹ, con không uống đâu. Phải uống. Sinh nhật con trai cũng là ngày khổ của người mẹ. Con xin cho mẹ một đứa cháu trai có công rất lớn, con nhất định phải nếm thử. Rất đầy dao. Chuyên viên, mời. Thơm quá. Nhớ gửi lời cảm ơn cho đại sói giúp tôi đó. Rõ, tốt lắm. Cha, hôm nay là sinh nhật con mà. Nó không phải là quà tặng con sao? Sao cha lại uống trước vậy? Đồ tốt phải cho con uống trước chứ. Tiểu tử thối, giờ con giành giá rượu với cha nữa sao? Không hổ là con trai tôi. Cái thằng bé này, vô lượng thiên tôn. Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của tiểu thiếu gia. Chuyên viên, ông hãy chia phúc phần này cho tiểu thiếu gia đi. Rượu Tây Dương, liệu có được không vậy? Thật đúng là ý trời. Được, tôi nghe ông đó. Nào, con trai, nếm thử rượu Tây Dương đại sói gửi tặng con đi. Giỏi lắm. Tiểu tử thối, quả không hổ là con trai tôi. Không để lại cho tôi chút nào luôn nè. Đau bụng quá. Con trai, con trai, cháu trai của ta, trong rượu có độc. Lên xuống. Mẹ, mẹ, đói mau. Kẻ nào sai anh làm hả? Nói mau, kẻ nào sai anh mang rượu độc đến cho tôi? Nói mau, là ai hả? Triệu Nguyên Canh, ông đáng chết. Ông đây còn chưa chết đâu. Nói mau, là ai sai anh làm chuyện này? Nói mau, ông giết tôi đi.
giết anh sao? Tôi sẽ không bán đứng chủ tử của mình đâu. Anh tưởng tôi không dám chắc? Đưa đây. Thiên Duyên, Duyên Duyên, tiểu thiếu gia là thiếu tinh trời ban, tới nhà ta là để hướng nạn cho ông đó. Bần đạo sẽ lập đàn cầu phúc, siêu độ dung linh cho tiểu thiếu gia. Đồ khốn, con trai tôi là cát tinh tỏa sáng cũng là ông, bảo nó uống rượu độc cũng là ông. Kẻ bồ tán theo con tôi lại càng phải là ông. Chuyên viên, không xong rồi, Lục phu nhân nuốt vàng tự sát rồi. Cái gì? Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Các anh muốn làm gì? Tránh ra, không tôi bắn chết ông đó. Nói mau, tại sao lại cho người hại tôi? Tôi không có mà, ông không có. Tôi biết là ông hận tôi. Là vì năm ngoái tôi thu thêm quân lương của ông chứ gì? Ông cũng cáo trạng tôi đâu ít đâu. Nói mau, tại sao lại muốn hại chết con trai tôi? Không có mà, không phải tôi. Nếu không phải, tại sao không đến dự sinh nhật con trai tôi? Hôm đó ngày lễ dỗ của mẹ tôi mà. Dẹp mẹ ông đi. Sao chuyện trùng hợp vậy cũng tới lượt ông vậy? Tiêu Tứ, bắn chết ông ta cho tôi. Triệu Thiên Duyên tha mạng. Triệu Nguyên Canh, ông đừng giết người quá đáng. Các anh em, nghe lệnh của tôi. Đây là chuyện riêng giữa tôi và Hầu Lão Bác, không liên quan gì đến các anh em cả. Bỏ súng xuống cho tôi. Bỏ xuống. Hầu Lão Bác, nói mau, có phải anh đã thuê người đến giết con trai tôi không? Sao lại là tôi được chứ? Hôm đó tôi cũng ở đó mà. Nếu mọi người cùng uống, không phải tôi cũng tiêu đời rồi sao? Anh đừng có nói láo. Tên tiểu tử nhà anh vẫn luôn dòm ngó quân quyền của tôi. Ôm hận, anh ỷ có người ở trên chống lưng, chưa từng phục tôi ngày nào. Muốn bắn có phải không? Tới đi. Tôi không dám. Thực sự không có mà. Không dám thì tên khốn nhà anh chỉ súng vào tôi làm gì? Triệu Thiên Canh, tôi cảnh cáo anh, anh làm như vậy, Phùng đại sói sẽ trị tội anh đó. Giờ tôi có bắn chết anh cũng chẳng sao cả, tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Bắn đi. Dám vào đây mà bắn nè. Không, tôi không dám. Không dám. Anh không dám nhưng tôi dám.